Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, được biết đến là một quốc gia có nền kinh tế cũng như là công nghiệp thông tin phát triển mạnh mẽ. Song cho đến nay, khoảng 150 triệu người dân Ấn Độ vẫn đang hàng ngày đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt và vệ sinh yếu kém. Thực trạng này đã kéo dài nhiều năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của họ. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc chiến tìm nước sạch tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Đây là một cảnh tượng đã trở nên quen thuộc với người dân ở khu vực phía nam thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Mặc cho cái nóng như thiêu như đốt, những người dân này vẫn phải trèo trực ngoài đường phố để tranh thủ nhận chỗ nước sạch ít ỏi, chỉ đủ để phục vụ cho những nhu cầu tối thiểu hàng ngày. Tất cả mọi vật dụng, từ thùng nhựa, can, xô, chậu, đều được huy động để hứng nước. Chúng tôi trả tiền nước hàng tháng đầy đủ nhưng vẫn không có mà dùng, vì thế chúng tôi phải góp tiền mua chung mỗi 10 ngày một xe nước. Hầu như ngày nào cảnh tượng chen lấn để lấy nước này cũng diễn ra, không thế thì chẳng có nước mà dùng. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở một số khu ổ chuột khác ở thủ đô của đất nước đông dân thứ hai thế giới, chẳng hạn như Vasan Kuni. Ngay từ sáng sớm, đám đông đã tụ tập trên vỉa hè. Bừa bãi dưới chân họ là những thùng chứa đủ loại và những cuộn ống cũng đủ kích thước. Xe chở nước của chính phủ xuất hiện. Trong chớp nhoáng, mọi người như choàng tỉnh. Đàn ông đu người lên nóc xe và mở nắp bồn, cắm ống vào để lấy nước. Họ chỉ có vài phút để lấy nước trước khi xe bồn cạn sạch. Chúng tôi phải dậy từ 6 giờ sáng và đứng chờ ở đây. Nếu xe bồn không đến, thì chúng tôi không có nước mà dùng. Mặc dù miễn phí, song chỗ nước này không đủ cho những sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây. Nhiều hộ gia đình phải đào thêm giếng, nhưng vệ sinh lại không đảm bảo. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính khoảng 150 triệu người dân Ấn Độ hiện không được tiếp cận với nước sạch. Những người sống trong khu ổ chuột như thế này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ thường xuyên bị tiêu chảy hay các bệnh da liễu vì nguồn nước giếng nhiễm bẩn. Do áp lực dân số lớn và điều kiện khí hậu khắc nghiệt quanh năm tại nhiều vùng miền Ấn Độ, việc phân phối nước cho người dân luôn là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý. Nước sạch thực sự là một vấn đề khó giải quyết. Trước mắt cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp nước cho tầng lớp nghèo và trung lưu. Theo thống kê của các tổ chức phi chính phủ, cái được gọi là nghi lễ đón nước lặp đi lặp lại mỗi ngày khắp thủ đô New Delhi. Công ty cấp nước đô thị của thủ đô có đội xe bồn 1.000 chiếc, và nếu mỗi chiếc hàng ngày đi cấp nước cho 2.000 người, thì vẫn có khoảng 2 triệu người dân thủ đô ngày ngày phải trực chờ trên các vỉa hè để lấy nước sinh hoạt. Đó là một kiểu nô lệ mà hàng trăm triệu dân nghèo xứ Ấn phải gánh chịu trong những thành phố hiện đại hóa nhanh nhất và cả ở những thôn làng. Dân chúng thực tế bị cầm tù trong trách nhiệm lấy nước hàng ngày. Điều kiện đi làm, cho con cái đến trường, ngủ ngon giấc trọn đêm, sức khỏe của họ, tất cả cũng trở thành con tin của chất lượng nguồn nước ấy. Có thể nói với người dân ở các thành phố nghèo và những khu ổ chuột ở Ấn Độ thì nước sạch quý như vàng. Theo chính quyền các địa phương thì việc tìm kiếm một giải pháp dài hạn cho tình trạng hiện nay sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Nhưng trước mắt, một số kế hoạch ứng phó đã được đưa ra và chứng tỏ được hiệu quả. Tại New Delhi, 500 cây ATM nước đã được lắp đặt trên khắp thành phố, giúp người dân tiếp cận được nguồn nước sạch dễ dàng và với mức giá hợp lý hơn. Về cơ bản, đây là một cỗ máy hình trụ đúc bê tông chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhìn bên ngoài và cách hoạt động của nó giống như máy ATM rút tiền, nhưng thay vì tiền thì nó nhả ra nước. Ý tưởng này thuộc về doanh nghiệp xã hội Savajan, tên gọi có nghĩa là nước cho tất cả. Nước ngầm được xử lý tại các trạm nhỏ và phân phối qua các ATM nước này. Chỉ với 5 xu, tức khoảng 1.000 Việt Nam đồng, người ta có thể bơm được 20 lít nước. Với mặt bằng sinh hoạt chung của Ấn Độ, đây là giá rất rẻ. Mô hình máy ATM nước sạch này cho phép người dùng rút khoảng 20 lít nước mỗi lần dùng. Và quan trọng nhất là họ có thể lấy nước sạch bất kỳ lúc nào họ cần. ATM nước sạch là dự án giữa một công ty tư nhân và tổ chức phi chính phủ nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu thốn nước sạch tại các khu ổ chuột Ấn Độ. Chỉ với một chiếc thẻ hoạt động giống như thẻ ngân hàng cấp bởi công ty Savajan, mỗi người dân đã có thể mua nước lúc nào mình cần. Dù chưa được nhiều người biết đến, song những hộ gia đình sử dụng dịch vụ này cho biết ATM nước đã cải thiện rất nhiều cuộc sống của họ. Giờ không còn căng thẳng như trước nữa. Chúng tôi có thể có nước bất cứ khi nào cần. Tôi cũng không còn quá lo lắng về bệnh tật của con mình nữa. Theo Amit Mishra, người điều hành dự án của Savajan, các căn bệnh liên quan đến nguồn nước đã giảm kể từ khi dự án bắt đầu được triển khai cuối năm 2013.
Để giải quyết vấn đề thiếu nước, không ít người dân Ấn Độ cũng phải tìm đến giải pháp khoan giếng tìm nước ngầm. Tuy nhiên, chất lượng nước này khó mà đảm bảo an toàn. Vì thế, tại nhiều vùng của Ấn Độ cũng ghi nhận sự bùng nổ của thị trường máy lọc nước nhằm có được nước sinh hoạt đủ chất lượng để uống. Theo một báo cáo của tổ chức GFK, trong 5 tháng đầu năm nay, người Ấn đã chi đến hơn 150 triệu đô la Mỹ để mua máy lọc nước, tăng hơn 40 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu gần đây cho thấy, nhu cầu máy lọc nước dùng điện và không dùng điện đều tăng cao ở Ấn Độ. Những năm gần đây, loại máy lọc không dùng điện đã bán ra tăng đáng kể, nhưng số máy lọc dùng điện cũng được ưa chuộng nhờ tính năng vượt trội so với loại không điện. Các doanh nghiệp cũng nhận thấy đây là thị trường béo bở. Tính riêng trong năm 2013, đã có đến 30 loại máy lọc nước mới ra mắt tại Ấn Độ. Thị trường này chắc chắn sẽ mang tính cạnh tranh nhờ nhu cầu cao ở đất nước đông dân thứ hai thế giới này. Nó sẽ liên tục được cải tiến, bởi đó là điều phải làm do chất lượng nước ngầm không đồng đều tại các địa phương. Tiện ích là vậy, song hiện nay, nhiều người nghèo Ấn Độ vẫn chưa nhận ra việc trả một ít tiền cho nước sạch có thể giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí chăm sóc sức khỏe sau này. Do đó, chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ với cộng đồng để tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch. Sẽ mất thời gian để người dân thay đổi cách suy nghĩ, nhưng những giải pháp đơn giản và hiện đại này có thể sẽ giúp người dân trong tương lai. Song song với đó, thì chính phủ Ấn Độ cũng cần phát triển những giải pháp hiệu quả để cung cấp nước sạch và nâng cao chất lượng sống của người dân. Những sáng kiến vừa rồi của chính phủ Ấn Độ và các tổ chức quốc tế đã giúp người dân quốc gia Nam Á cải thiện phần nào cuộc sống khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia khác, chính người nông dân đã tự tìm ra những cách thức sáng tạo để phục vụ cuộc sống lao động vất vả của mình. Những chiếc xe gỗ tự chế của người dân Congo là một ví dụ điển hình. Việc chuyên chở hàng trăm kg khoai tây cùng hàng trăm cây mía và hàng chục tải than cùng lúc mà không sử dụng các phương tiện cơ giới hóa đã khiến nhiều người nể phục, nhưng cũng hé lộ sự nhọc nhằn của người dân nghèo tại quốc gia Trung Phi này. Câu chuyện về cái khó ló cái khôn ở thành phố Goma, nơi cái nghèo cùng nội chiến luôn đeo đẳng, sẽ khiến chúng ta thấy rõ hơn điều này. Khi phải vận chuyển hàng trăm kg khoai tây, 150 cây mía, 30 cây khủy diệp và cả chục tải than mà không có các phương tiện được cơ giới hóa, bạn sẽ phải làm gì? Đối với người dân ở thị trấn Goma thì đây chính là câu trả lời. Với thiết kế có phần kỳ dị mang tên Chukudu này, họ không chỉ bất chấp tất cả các loại hàng hóa mà còn bất chấp các kiểu địa hình. Tờ Sukudu là phao cứu sinh của tôi. Nhờ nó, tôi có tiền đóng học phí cho con. Nó giúp tôi kiếm mỗi ngày từ 3.000 đến 5.000 franc Congo. Chukudu là một dạng phương tiện nửa xe đạp, nửa xe thô. Chukudu trong tiếng bản địa có nghĩa là dài 2 mét. Nó lần đầu xuất hiện ở Kimbumba vào những năm 70 của thế kỷ trước. Ban đầu nó được làm hoàn toàn từ gỗ, nên rất khó điều khiển. Nhưng qua thời gian, thiết kế dần được cải thiện. Tới nay, Chukudu có khả năng chuyên chở tới nửa tấn hàng hóa. Trước đây, chúng tôi dùng thân cây để chế xe. Chúng tôi bôi trơn các khớp bằng dầu cọ. Thời đó, xe này chỉ thuận tiện khi xuống dốc hoặc đi lên trên những con đường bằng phẳng. Nhưng bây giờ, nhờ có lốp và phanh sau, địa hình nào cũng đi được. Dù tiện lợi như vậy, nhưng việc bỏ tiền để mua một chiếc Chukudu vẫn là một sự đầu tư đắt đỏ ở xứ này. Một chiếc Chukudu phức tạp có giá lên tới 100 đô la Mỹ. Tuy nhiên, một khi đã có được Chukudu, người dùng sẽ chẳng phải lo cột vốn. Bởi chẳng mất một giọt nhiên liệu nào, chỉ cần bỏ sức, họ hoàn toàn đủ khả năng kiếm ăn dư giả mỗi ngày. Nếu Chukudu là cần câu cơm của người dân lao động nghèo ở Congo, thì đối với nông dân Hà Lãnh Tài, người Trung Quốc, chiếc vali vốn dùng để gấp quần áo lại là một phương tiện nhỏ gọn. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp nào, nhưng ông Hà đã tự chế thành công chiếc xe máy điện từ chiếc vali. Chiếc xe điện nhỏ gọn này không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển ở những nơi thường xảy ra tắc nghẽn giao thông, mà nó còn giúp vận chuyển hành lý đến sân bay hay nhà ga một cách dễ dàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để biết thêm chi tiết. Chỉ cần một chiếc vali, một ít vật dụng cần thiết là ông Hà Lãnh Tài, người Hồ Nam Trung Quốc, đã có thể chế ra một chiếc xe điện. Theo ông Tài, chiếc xe này vừa thuận tiện cho việc di chuyển, lại chứa được nhiều đồ hơn cốp một chiếc xe máy bất kỳ. Không chỉ vậy, chiếc vali này còn hứa hẹn sẽ giúp người dùng tiết kiệm được tiền tàu xe.
Tôi khá lạc quan về phát minh này trong tương lai. Tại sao ư? Vì thứ nhất, nó dễ dàng di chuyển. Thứ hai là giá rất rẻ. Thứ ba là nó giải quyết được vấn đề mà đất nước tôi đang phải đối mặt, đó là tắc đường, chỗ đỗ xe. Và cuối cùng là theo tôi, nó không gây ô nhiễm môi trường, cũng như gây ô nhiễm tiếng ồn. Xe điện vali độc đáo của ông Tài có thể đạt vận tốc tối đa là 20 km/h. Sau khi lắp thêm các phụ kiện như bánh xe, tay lái, bình điện, chiếc vali có tổng trọng lượng gần 7 kg. Ông Tài cho biết chiếc xe vali của ông có thể chở được 2 người đi trong khoảng cách 60 km khi bình được sạc đầy điện. Ông Tài đã chứng minh sáng tạo của mình có thể ứng dụng vào thực tế bằng cách đi xe vali từ nhà tới nhà ga Changsha với quãng đường hơn 11 km. Năm 1999, ông đã thiết kế hệ thống an toàn cho xe hơi và giành giải thưởng tại Mỹ. Ông được mời sang Mỹ để nhận giải, nhưng khi đi ông quên mất chiếc vali. Từ sự cố này, ông đã nảy ra ý tưởng chế tạo chiếc xe vali để khỏi quyền lãng. Trong khi sản phẩm xe gỗ Chikudu hay xe điện chế từ vali nói trên nhằm mục đích phục vụ lễ cá nhân, thì phát minh của anh Caio Strumiello lại hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Anh Caio, người Brazil, là chủ nhân của chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời Nanico. Chiếc xe nhỏ gọn và nhẹ nhàng này hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp cho tình trạng tắc nghẽn giao thông và thiếu chỗ đỗ xe ở thành phố Sao Paulo, thành phố tắc đường nhất quốc gia Nam Mỹ này. Tìm một chỗ gửi xe ở Sao Paulo, Brazil có thể là ác mộng với đa số người đi ô tô. Nhưng đối với nhà thiết kế Caio Sumilo, cơn ác mộng ấy lại là một cảm hứng. Đây là Nanico, chiếc xe ô tô nhỏ nhất Brazil hiện nay. Với đặc điểm đó, nó có thể giúp việc tìm một chỗ đậu xe trở nên dễ thở hơn. Khi đỗ xe, những chiếc xe thông thường phải tìm một chỗ thông thoáng mới đỗ được, trong khi xe của tôi có thể đỗ ở bất cứ địa hình nào. Ở Sao Paulo, chẳng có chỗ trống nào, bạn cũng không thể lái xe với tốc độ nhanh được. Bởi thế, một chiếc xe nghềnh ngang là cả một vấn đề. Hiện tại, Nanico đang vận hành bằng xăng. Tuy nhiên, so với ô tô thông thường, nó rất tiết kiệm nhiên liệu. 80 dặm chỉ mất khoảng 1 gallon xăng. Tuy nhiên, Stu Mielo và người bạn của mình là Paulo Roberto không muốn dừng lại ở đó. Họ đang muốn biến đổi động cơ đốt trong này thành động cơ điện vận hành bằng pin năng lượng mặt trời. Hiện nhóm của Stu Mielo đang lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe của mình ở triển lãm Auto Sao Paulo vào tháng sau. Tuy nhiên, điều mà nhóm này lo lắng nhất lại chính là việc làm thế nào để người dùng từ bỏ thói quen sử dụng những chiếc ô tô kềnh càng của mình. Dù vậy, nhóm của Stu Mielo tự tin rằng với những tính năng vượt trội của Nanico, mẫu xe sẽ sớm thuyết phục được người tiêu dùng. Có rất nhiều phương tiện giao thông tự chế độc đáo của người nông dân trên thế giới, như chuyến tàu tre Nori ở Campuchia hay xe túc túc, một biểu tượng nổi tiếng của người dân Thái Lan. Có thể nói những thiết kế này vẫn còn nhiều mặt hạn chế bởi nó khá tốn sức người và nhiều khi chưa đáp ứng được các yêu cầu về mặt môi trường. Nhưng xét ở ngắn hạn, những phương tiện nói trên vẫn khiến người ta cảm phục bởi những người chế ra chúng không được đào tạo qua trường lớp. Tất cả những gì họ có là đôi bàn tay lao động cùng sự sáng tạo không ngừng nghỉ và trên hết là nỗ lực tự vượt lên hoàn cảnh. Những câu chuyện đời sống vừa rồi đã khép lại chuyện đồng chuyện tây ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa bên người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.